Hòa trong không khí hân hoan của cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và ngày hội Tòng quân. Cùng các địa phương trong tỉnh, sáng nay 39 thanh niên ở huyện Vũ Quang có lệnh gọi nhập ngũ đã vui vẻ, phấn khởi, hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Dự lễ giao nhận quân tại huyện Vũ Quang có các đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Trí Lạc, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh. Thượng tá Nguyễn Tú Tài, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ở huyện có các đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, bí thư đảng ủy quân sự huyện, đồng chí Nguyễn Thiểu Quang, phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Bùi Khắc Bằng, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, đồng chí Trần Bình Lâm, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, lãnh đạo ban chỉ huy quân sự huyện, công an huyện. Về đơn vị nhận quân có thiếu tá Phạm Văn Cường, trưởng đoàn nhận quân trung đoàn 3, sư đoàn 324 quân khu 4 và các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị địa phương và nhân dân trên địa bàn huyện. Sáng ngày 26 tháng 2, mặc dù thời tiết không thuận lợi, có mưa, tuy nhiên ngay từ sáng sớm, cấp ủy chính quyền và người thân các địa phương đã đưa con em mình đến đầy đủ tại địa điểm sao nhận quân. Các tân binh trong trang phục áo lính chỉnh tề, vui vẻ phấn khởi để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó. Năm 2024, huyện Vũ Quang có 39 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 30 nghĩa vụ quân sự và 9 nghĩa vụ công an tại các đơn vị Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 quân khu 4, 19 tân binh, Biên phòng Hà Tĩnh 6 tân binh, Trung đoàn 841 Bộ Chủ huy quân sự tỉnh 5 tân binh và còn lại là công an. Các tân binh lên đường đều có sức khỏe, trình độ văn hóa và phẩm chất đạo đức tốt và phấn khởi hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc. Để tiếp bước cha anh trước thì hôm nay em cũng rất mừng vì mình được năm trong 39 thành niên của con em huyện Vũ Quang tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024. Khi bước vào quân ngũ thì em sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng, nhà nước cũng như là quân đội giao phó. Để đảm bảo chỉ tiêu quân số và giao quân đúng kế hoạch, Ban Chỉ huy quân sự huyện Vũ Quang đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể để chuẩn bị tốt các hoạt động tiến thân binh lên đường nhất là việc tổ chức gặp mặt, thăm hỏi động viên, tặng quà khích lệ tinh thần các tân binh. Chính vì vậy, trong lễ giao quân, các tân binh đều rất hồ hởi, phấn khởi, quyết tâm lên đường phát huy truyền thống quê hương cách mạng Cần Vương, không ngừng học tập, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, công an nhân dân, ra sức thi đua, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân tin tưởng, giao phó. Gia đình tôi là dân, nhưng mà À, trong điều nhiệm vụ quân sự thì tôi cùng đồng viên con là đi an thanh nhiệm vụ của nhân nước trong không khí nô nức của ngày hội tòng quân đồng chí nguyễn thị việt hà tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy thay mặt đảng bộ và nhân dân huyện nhà đã lên thắp lửa truyền thống đồng chí bùi khắc bằng phó bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện lên nổi trống mở hội sao quân và phát biểu giao nhiệm vụ cùng những bó hoa tươi thắm được lãnh đạo các cấp trao tặng đã gửi gắm niềm tin, tạo động lực để các tân binh hăng hái lên đường hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Lễ giao nhận quân ở huyện Vũ Quang được tổ chức trang trọng, nhanh gọn, an toàn và thành công tốt đẹp. Các tân binh hăng hái quyết tâm lên đường hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc.